You have no idea what he had to do to graduate. Joy? Yeah. Cái người bước gần cuối á, phải chị Ham vậy? Đang cái đầu tiên á, bước cuối á, phải không? Nghe không? Đó chị Ham. Như vậy em. Không phải đây nè. Em với lại người đó mập hơn vậy. Giống như vậy hả Huy? Thì cái tướng giống.